Thông tin mới nhất liên quan đến vụ 4 nữ sinh đuối nước thương tâm khi tắm mát ở đập nước tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đến 18 giờ ngày 25 tháng 4, lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng với người dân địa phương đã tìm vớt được cả 4 thi thể nạn nhân. Danh tính các nạn nhân đã được xác định. Tất cả các em đều sinh năm 2008 và trú tại hai xóm Thịnh Hồng và Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Như báo điện tử VOV đã thông tin trước đó, thì vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 4, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 8, trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cùng nhau ra đập nước Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân xuống khu vực nước sâu. 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị đuối nước. Nhận được tin báo, chính quyền xã đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Hiện thi thể của cả 4 nạn nhân đã được tìm thấy.